rau má của mình á, bây giờ mình gieo hạt á, mình lấy cái hộp này đó các bạn, cái hộp này là mua bánh ở trong Costco á, thì mình thấy nó cũng xinh, và đổ đất lên rồi mình gieo hạt cũng được, thành ra mình gieo lên cho nó. Mà giờ các bạn thấy nó lên cỡ này rồi mà nó quấn vào nhau luôn. Bây giờ mình phải giờ mình phải ngồi mình gỡ nó ra các bạn, mình gỡ nó ra từng cọng, tại vì mình sợ mình bứng nó ra mình trồng á, bứng nó ra mình trồng ra ngoài đó nó sẽ bị đứt đó các bạn. Tại vì mình cũng nói thiệt với các bạn là mình mua nhiều tiền quá mà nó lên được chỉ có bao nhiêu đây thôi đó, tiền hạt là 23 đồng đó các bạn, mà nó lên được có nhiêu đây đó đó. Thành ra mình bây giờ mình phải ngồi mình chịu khó mình gỡ nó ra đó. Mình hy vọng là mình trồng ở trong cái nhà kiến thì mình sẽ gầy giống được, rồi mình sẽ lấy hạt được, chứ còn mua hạt thì mắc tiền mà gieo nó không có lên được bao nhiêu hết các bạn ơi. Hôm nay mình thu hoạch cái rau má nè các bạn. Thì cái rau má này hôm đó mình khi mình gieo rồi nó vốn vào nhau mình gỡ ra đó, mình có mình rồi bây giờ mình tháng 4 là mình ươm cái hạt nó. Rồi giữa tháng 5, coi như là giữa tháng 5 á là mình mới trồng nó xuống nè các bạn, mà cho tới tận mãi tới bây giờ. Tại vì bây giờ nó lên được cỡ này thôi nè các bạn. Nó lên được cỡ này, có cái thì nó có cái thì nó cao hơn chút, nhưng mà nó rất là non các bạn. Đây là lần đầu tiên mình mới thu hoạch đó các bạn. Nhưng mà bây giờ hồi trưa này mình mới nhổ ra mấy cây, mình chiết ra để mình đem giống vô nhà, thì mình mới phát giác ra là mình cứ thắc mắc, mình nói sao rau má nó người ta trồng thấy dễ có trái quá mà sao mình trồng nó không có trái. Thì ra mình mới phát giác ra các bạn ơi, nó nhiều trái lắm, quá xá trái luôn nó. Nè con quay xuống dưới đây nè cho mẹ chỉ cái trái nè các bạn, nó có rất là nhiều trái nè các bạn, nó nhiều trái lắm nè, đó đó nhiều trái rồi. Mình cứ thắc mắc hoài, mình nói sao mà nó không có trái. Nó đây nè các bạn, đây là những cái trái của nó nè. Mình hy vọng là từ đây cho tới cuối mùa hè đó thì nó sẽ cái trái của nó sẽ già, thì mình sẽ lấy được cái hạt nó. Thì mình bây giờ á mình phải thu hoạch ra cho nó trống các bạn. Từ bữa giờ mình thấy nó không có được tốt mấy, thành ra mình không có muốn nhổ nó nữa, mình không có thu hoạch nó. Nhưng mà bữa nay bây giờ mình thấy trái rồi mình sẽ nhổ nó ra nó, rồi mình sẽ lấy mình làm giống các bạn. Nó ra rất là nhiều trái các bạn, nó không có được dài lắm nhưng mà nó rất là non. Thì bữa nay mình phải nhổ, mình nhổ cho nó thưa ra luôn. Cái này thì ăn sống nấu canh với lại quay sinh tố đồ uống được các bạn. Mấy cọng này nó cũng rất là dài đó các bạn, nó thơm lắm, nó thơm cái mùi rau má Việt Nam đó các bạn. Hôm đó mình cũng có rau má Đài Loan nữa của người bạn cho mình nữa, thì mình cũng gầy ra được ấy, nhưng mà mình không thích rồi mình cho hết rồi, mình cho mấy người quen hết rồi, mình chỉ thích cái rau má Việt Nam thôi. Thôi ra trái nó nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn cái chậu mùng tơi này, cái này mình mới cắt ở mé bên kia đó các bạn, tại vì nó bên kia là mình để hạt đó, thành ra bây giờ hạt nó ra nhiều lắm, thành ra mình mới nó những cái lá nó còn lại đó các bạn, mình cắt để cho nó nuôi cái hạt đó các bạn. Thì mé bên này bây giờ mình cắt cái này mình phải cẩn thận đó. Mình cắt ở đây để cho nó mấy cái lá nó rậm rạp quá, mình cắt cho mấy cái chồi này nó dược lên. Ở bên kia bây giờ của mình nó ra trái nhiều lắm các bạn, nó ra trái quá chừng luôn. Mình sẽ để giống hết luôn, mình lấy hạt hết luôn. Còn mấy cái này mình sẽ cắt
mình cho đông đá các bạn ơi. Cái tụi hôm bữa giờ mình chia sẻ về cái mùng tơi cũng rất là nhiều rồi các bạn, nhưng mà có một cái thì mình quên nói với các bạn là đây là cái mùng tơi này là mùng tơi Đài Loan nha các bạn. Thì mùng tơi Đài Loan thì mình mua từ cái cọng mà người ta bán để ăn đó, thì mình về mình mới gầy giống được, mình trồng rồi mình mới lấy hạt đó các bạn. Khi mình mua đó cái lá nó cũng to lắm các bạn, tại vì cái này là cái giống của Đài Loan đó, chứ không phải của Việt Nam. Cái của Việt Nam thì mình không có, nhưng mà năm tới mình sẽ mua cái hạt của Việt Nam. Mùng tơi của Việt Nam thì cái lá của nó nhỏ mà nó nhọn các bạn, còn cái này của Đài Loan thì cái lá của nó tròn. Ở đây có một em nó bán đó, nhưng mà hồi năm rồi mình không có mua, hồi năm này mình có mua chứ, tại vì mình có cái này rồi đó các bạn, thành ra mình mua. Nhưng mà năm tới mình sẽ mua cái giống đó mình trồng, còn cái giống này là giống của Đài Loan. Mình cũng chia sẻ với các bạn chứ, để các bạn nói sao mà trồng mùng tơi gì người ta trồng lá nhỏ xíu, còn mình trồng lá bự. Tại vì có người ta cũng để đông đá rồi đó các bạn, người ta đem người ta nấu canh nó cũng ngon lắm các bạn đó. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ không bằng cái mà mình ăn tươi rồi đó, nhưng mà nó cũng không đến nỗi ăn cũng được lắm. Thành ra mình cắt, mình muốn thử, mình chưa để đông đá bao giờ hết. Mình sẽ trải nghiệm rồi mình mới biết được. Mình cắt ở bên kia mới, chứ trong đây hai cây thôi, mấy cây này mình để lại, còn cái cây này là mình, nếu mà mình không ăn thì mình sẽ để cho nó ra hạt luôn á các bạn. Mình sẽ lấy giống hạt cho thật là nhiều đó. Năm tới thì mấy chị em quen của mình đó, mấy người quen mà có trồng làm vườn như mình đó, thì mình sẽ cho hạt chút đỉnh trồng đó. Đây các bạn thấy một rổ đó, mình cắt bên đây hai chậu với bên kia nữa là được một rổ này á các bạn. Thì mình thu hoạch rau má với mình cắt cái này để mình bỏ đông đá đó các bạn. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn nhiều đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Về Hưu của mình. Mình chào tạm biệt các bạn nha, bye bye.